Lào Cai chàng xèo thề 19 tuổi, tán tỉnh nhiều cô gái trẻ độ tuổi dưới 16 qua mạng xã hội sau đó, lừa bán sang Trung Quốc kiếm tiền. Ngày 29 tháng 2, Thề đang bị công an Lào Cai tạm giữ để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản, mua bán người dưới 16 tuổi. Theo cảnh sát, từ năm 14 tuổi, Thề đã bỏ sang Trung Quốc làm thuê ở huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam nên nói thành thạo tiếng Trung. Tại đây, Thề được anh rể là Trương Hưng Long, 32 tuổi và một người đàn ông Trung Quốc khác đặt vấn đề về việc tìm phụ nữ Việt Nam bán qua biên giới với giá từ 8.000 đến 12.000 nhân dân tệ, 26 đến 40 triệu đồng. Thề tại cơ quan điều tra, ảnh công an cung cấp. Tháng 9 năm 2019, Thề cùng bạn cũ là Trương Văn Lộc, 24 tuổi, sang biên giới đi mua hai bộ quần áo chống trang phục của công an Trung Quốc và nhiều công cụ hỗ trợ như bình xịt hơi cay, còng số 8, đèn pin, chùy cui điện. Chiều 16 tháng 9, cả hai vượt biên và đến gần sáng thì gặp nhóm 20 người Việt Nam đang trốn sang Trung Quốc làm thuê nên đuổi theo và khống chế được 17 người. Trong số này, có 3 phụ nữ trẻ song hai người được Thề thả về sau khi cướp điện thoại, 5.000 nhân dân tệ. Cô gái còn lại, Thề và Lộc khống chế đưa vào sâu trong nội địa Trung Quốc và bán cho Long với giá 10.000 nhân dân tệ, hơn 33 triệu đồng. Con mồi tiếp theo của Thề là cô gái 15 tuổi đang học một trường trung học cơ sở ở huyện Bắc Hà mà anh ta quen qua mạng xã hội. Sau khi tỏ tình thành công, Thề gặp cô gái này lần đầu và liền lừa bán qua biên giới cho Long được 10.000 nhân dân tệ, hơn 33 triệu đồng. Tháng 10 năm 2019, Thề tán tỉnh một cô gái khác qua mạng xã hội và trong lần gặp thứ hai, anh ta đã lừa bán nạn nhân cho Long với giá 9.000 nhân dân tệ, gần 30 triệu đồng. Vẫn với chiêu bài cũ là tán tỉnh và hứa hẹn sẽ làm đám cưới, Thề cùng đồng bọn sau đó lừa thêm được hai cô gái khác bán qua biên giới kiếm lời. Sau khi tiêu xài hết tiền, ngày 18 tháng 12 năm 2019, Thề cùng 4 đồng phạm khác rủ nhau đi mua một con dao nhọn và thuê taxi đi từ trung tâm huyện Hà Khẩu tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Khi đến đoạn đường vắng, chúng ta tay sát hại tài xế rồi cướp tài sản, bỏ trốn. Trong số này, 3 nghi phạm ngay sau đó đã bị công an Trung Quốc bắt giữ. Ngày 20 tháng 2, Thề bị công an Lào Cai bắt giữ theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn ở láng công nhân bốc vác thuê ở xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng. Cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Let's Blood Ash, Oi.